Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Legion of Honor Museum, and thank you for joining us for our 11th annual spring concert and our 7th Vietnamese Arts and History Show, sponsored by the Oka Vietnamese Culture Center and Oka Productions. My name is Kevin Quang Nguyen, and my lovely co-MC is Ha Vi Nguyen. Ha Vi will be presenting the program in Vietnamese, and I will be presenting in English. Xin kính chào quý vị. Hà Vi và anh Khoa xin chào mừng quý vị tới với chương trình thi ca sử Việt 7 do Trung tâm Văn hóa Âu Cơ tổ chức. You have just enjoyed the music called Nhã Nhạc, or elegant music in the two songs Lưu Thủy Kim Tiền and Xuân Phong Long Hổ by Sử Việt Zithers, arranged by Vanessa Vaugh. Quý vị vừa thưởng thức hai bài nhã nhạc là Lưu Thủy Kim Tiền và Xuân Phong Long Hổ do cô Vân Ánh và dàn Sử Việt trình diễn. Thưa quý vị, dàn nhạc Sử Việt được thành lập vào năm 2003 với mục đích gìn giữ và lưu truyền nghệ thuật truyền thống Việt Nam cho thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ. The Sử Việt Zithers Ensemble was founded in 2010 by the Oka Vietnamese Culture Center's Zither class led by Emmy Award winner Master Vanessa Vung An Vo. The ensemble's goal is to preserve the Vietnamese traditional arts and to keep the younger generation engaged with traditional music. Nhã Nhạc was a form of Vietnamese court music performed from the Tran Dynasty of the 13th century to the Nguyen Dynasty at the end of the 20th century. The music was performed at annual ceremonies and special events by highly trained and skilled court musicians. Accompanying the music, a number of intricate court dances were also performed. Thưa quý vị, nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc của cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội quan trọng như là dịp vua đăng quang, băng hà hay các lễ hội tôn nghiêm khác trong năm của các triều đại từ nhà Trần tới nhà Nguyễn. Nhã nhạc còn là một nghi lễ với sự trình diễn rất chuyên nghiệp công phu, phối hợp giữa âm nhạc, các điệu múa cung đình và các nghệ sĩ biểu diễn cũng khoác lên mình những trang phục rất cầu kỳ và tinh tế. Instruments commonly used for nhã nhạc include the conical oboe, the pear-shaped lute with four strings, the moon-shaped two-string lute, the fretless lute with snakeskin cover body and three strings, the vertical fiddle, the bamboo transverse flute, and drums and other percussion instruments. Nhã nhạc of Huế Court was recognized in 2003 by UNESCO as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Nhạc cụ được sử dụng trong nhã nhạc bao gồm kèn bầu, đàn tiba, đàn nguyệt, đàn tam, đàn nhị, sáo, trống và các nhạc cụ gõ. Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003. This is Oka Center's 7th production of Vietnamese art and history. Every year we strive to present a bit of history and of course showcase artists of the diaspora who tell their stories through music, dance, or the written word. This year, 2019, our theme is Women Through Time. The roles of women evolved greatly throughout the history of Vietnam. They have taken on varying manifestations in society, including warriors like the Trinh sisters, the heroine Bùi Thị Xuân, and renowned poets like Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, and Madame Huyền Thanh Quang. Trong chương trình thi ca sử Việt 7 lần thứ 7 lần ngày hôm nay với chủ đề phụ nữ qua thời thế, chúng ta sẽ có một buổi chiều thưởng thức thơ ca, nhạc, hoạt cảnh và múa. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã viết lên những trang sử vàng son làm vẻ vang giống nòi dân tộc. Nhiều tấm gương như bà Trưng, bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân, Đoàn Thị Điểm, bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương đều là những nữ sĩ tài hoa nổi tiếng một thời. The four characters
Công Dung Ngôn Hạnh, as written by the revered philosopher Confucius, had enduring influence on Vietnamese culture. Công Dung Ngôn Hạnh, the four qualities that describe the ideal women in Confucianism, can be loosely translated as diligence, grace, eloquence, and moral virtue. These four feminine virtues have set the moral principles and social behavior for women in Confucian societies to this day. Nói về công lao tài đức cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khó có một ngòi bút nào có thể lột tả hết được. Tùy thuộc vào giai đoạn lịch sử, hoàn cảnh cụ thể mà nét đẹp được nhấn mạnh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Khổng Tử là nhà triết gia nổi tiếng Trung Quốc. Ông tổ của nền giáo dục thế giới đã đưa ra thuyết Tam Tòng Tứ Đức với các chuẩn mực như công, dung, ngôn, hạnh. Đây là các tiêu chuẩn căn bản của người phụ nữ để tu luyện và hoàn thiện cho chính mình. This year we are excited to present returning and new artists to OCA's annual culture show. Sự Việc Zither Group, the VAV, Genryu Arts, Taiko Drum, Asian Improv Arts and Lenore Dance Company, the Sự Việc Folklore with Ms. Kim Chi, Mr. Coi Nguyen, are masters of Vietnamese opera. Hôm nay, quý vị sẽ có dịp gặp lại những nghệ sĩ đã từng cộng tác với chương trình này, như là nhóm đàn tranh Sử Việt. Cô Kim Chi và anh Khôi Nguyên là hai nghệ sĩ cải lương thân thương của vùng Vịnh. Genryu Arts, nhóm Taiko Drum của San Francisco Japantown lần đầu tới với chương trình. Asian Improv Art và một số nghệ sĩ Việt Nam trẻ như là Hồng Hạnh, Duy Hải, Lâm Hùng, Christopher, Jacqueline Lâm, Hiền Huỳnh, Johnny Nguyễn. Ngoài ra, chương trình sẽ được cộng tác và điều hợp bởi OCA Productions. Và sau đây chúng tôi xin phép cho anh Khoa có vài lời cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. At this time, we'd like to take a moment to recognize and thank the sponsors of today's event. We'd like to thank the Zellerbach Foundation, the William Hewlett Foundation, the Wallace Alexander Gorbeau Foundation, the California Arts Council, San Francisco Arts Commission, whose funding allows us to support and showcase local community performers and artists. Our deepest gratitude also goes out to several Vietnamese news organizations, including Việt Vùng Vịnh, Báo Mã, Việt Today. We'd also like to thank Ms. Thu Nguyen from Thu Nguyen Designs, who is responsible for many of the traditional dresses you see today. And thank you to Christopher De Winter, who is responsible for the video projector. And last but not least, we'd like to acknowledge supporters from the community. Thank you all so much for your continuing support. Cảm ơn anh Khoa và cảm ơn các công ty cùng những hội đoàn đã hỗ trợ cho chúng tôi. Thưa quý vị, sau đây mời cô Tô Lệ Hằng là giám đốc điều hành Trung tâm Văn hóa OCA và OCA Productions có đôi lời gửi tới quý vị. Now we'd like to welcome to the stage the executive director of the OCA Vietnamese Culture Center, Ms. Hằng Lê Tô. Thank you to lovely MCs, and I'm fortunate to stand right here with two beautiful and handsome lovely MC. Thank you so much, and your voice is so soft. Now you make me have to be soft. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the OCA Vietnamese Culture Center and OCA Productions, it is my honor to welcome you to the Thika Sự Việc 7, Vietnamese Arts and History. For 33 years, OCA Center has provided volunteer-based Vietnamese language and culture education. For the past 11 years, it has presented cultural art performance that bring together talent Vietnamese and local Bay Area artists with the goal to nurture passionate young performers. Every year, we strive to present a piece of history by showcasing a variety of artists from the diasporas,
who tell their stories through performance. This year, Vietnamese Art and History Show proudly presents the Vietnamese woman through time. Thân chào quý vị. Đại diện cho Trung tâm Văn hóa Âu Cơ và Âu Cơ Productions, chúng tôi rất hân hạnh một lần nữa hoan nghênh và chào đón quý vị đến với chương trình thi ca và sự việc lần thứ 7. Trong 33 năm qua, Trung tâm Âu Cơ cùng với anh chị em thiện nguyện viên tiếp tục duy trì công việc dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt. Song song, trong 11 năm qua, Trung tâm cũng duy trì và phát huy văn hóa nghệ thuật Việt Nam bằng cách phối hợp với các nghệ sĩ gốc Việt và các nghệ sĩ tài năng trong vùng vịnh San Francisco với mục tiêu hỗ trợ và phát triển những tài năng trẻ tại hải ngoại. Mỗi năm, chúng tôi chọn một chủ đề lịch sử và những mẫu truyện của người lưu vong để các nghệ sĩ kể lại cho khán giả thông qua phần trình diễn nghệ thuật của họ. Chương trình thi ca và sử Việt năm nay trân trọng giới thiệu chủ đề thi ca và Việt Nam, phụ nữ Việt Nam qua thời thế. Historically, Vietnamese women have played many significant roles in society. However, as the world changed, so do the roles of women throughout the world continue to evolve. We are no longer limited to our skills at home and define how we look. Now we are skilled workers, educators, lawyers, doctors, politicians, farmers, poets, and performer artists, to name just a few. Our performance today will highlight the journey of women changing their roles through time. So, trong sử sách người Việt, phụ nữ Việt Nam đã đảm nhiệm nhiều vai trò trong xã hội. Tuy nhiên, vai trò của người phụ nữ đã thay đổi theo thời thế. Vai trò của người phụ nữ ngày nay không chỉ là người con gái, người chị, người mẹ hoặc bà, mà là những người thành đạt có vị trí trong xã hội như bác sĩ, luật sư, chính trị gia, nhà giáo, nhà nông, thi sĩ và nghệ sĩ. Chương trình hôm nay sẽ phát họa những sự thay đổi tất yếu đó. Today, you will see more than 40 performers on stage. This event has been made possible by the work of over 50 community volunteers. Our community effort has brought all of you to this wonderful place, many for the first time. So, buổi trình diễn hôm nay, quý vị sẽ thấy sự tham gia của 40 người nghệ sĩ cùng nhạc sĩ, cùng với sự cộng tác của 50 người thiện nguyện viên trong cộng đồng Việt Nam. Chúc quý vị có một buổi thưởng thức nhạc vui vẻ và cùng chúng tôi xem lại cuộc đời của những người phụ nữ qua thời thế. Thank you for joining us today. Enjoy the show and the museum. Thank you. Cảm ơn. Thank you, Ms. Hang Tho. Hang is an incredibly dynamic person whose energy and drive make Âu Cơ Vietnamese Culture Center the thriving organization it is today. And if you happen to know Hang personally, she does not take no for an answer. Before we introduce the next act, I'd like to take an aside and just to let you know we haven't worked this out. Javi doesn't know. But I am standing next to the 2019 Mrs. Pageant. She is the pageant winner of the Miss Vietnam USA 2019. So I completely understand while I'm giving a very lengthy introduction. You can look at her. I don't mind a bit. Next, we would like to introduce Vietnamese opera, Vua Tử Đức Dân Roi by Khoi Nguyen Kim Chi from the Sự Việc Folklore Group. The group was founded in 2013 as a collaboration between the Âu Cơ Vietnamese Culture Center's young artists and local community artists to study the traditional Vietnamese opera called Cải Lương. The performers have learned the traditional music and its accompanied theatrical movements and gestures, which they perform throughout California to preserve and promote this traditional genre. Filial piety is considered one of the key virtues
in many Asian cultures, and it is the main topic of a large number of stories. Filial piety is to be kind, respectful, and obedient to one's parents, and to take good care of aging parents. This Vietnamese opera excerpt tells the story of Emperor Tử Đức, one of the most admirable examples of filial piety in Vietnamese history. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị vở cải lương Vua Tử Đức Dâng Roi, được trình diễn bởi nghệ sĩ Khôi Nguyên và Kim Chi, tới từ nhóm sử Việt Four Group. Chi Hiếu được xem là một trong những đức tính rất quan trọng trong văn hóa nhiều nước Á Đông. Hiếu thảo với cha mẹ, nghĩa là luôn luôn kính trọng, vâng lời và hết mình phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Trích đoạn cải lương này kể về câu chuyện của Vua Tử Đức, một trong những tấm gương hiếu thảo được lịch sử ca ngợi. Emperor Tử Đức's birth name is Nguyễn Phúc Hồng Nhậm. He was the fourth emperor of the Nguyên dynasty and ruled the country from 1847 to 1883. One day he went hunting in the Thuong Trup forest, and due to stormy weather, the king was late returning to the palace as he had promised his mother, the Empress Tử Yu. Upon his return, Tử Đức went to see his mother, the Empress Tử Yu, where he learned that she was worried about his safety. As a gesture of remorse for causing his mother's distress, Tử Yu brought a bamboo stick to her and knelt before her to accept his punishment. Instead of punishing the king, the empress simply instructed him to be kind to his soldiers who had traveled with him and faithfully served him. Empress Tử Yu said, "Being a good son is admirable, but being a good emperor is essential for the welfare of your people." Thưa quý vị, toàn bộ câu chuyện mà anh Khoa vừa trình bày bằng tiếng Anh có trong chương trình booklet của quý vị đang có. Và thưa quý vị, để quý vị không chờ lâu thì vở cải lương Vua Tử Đức Dâng Roi sẽ được hai nghệ sĩ Khôi Nguyên và Kim Chi trình diễn. Nhóm nghệ sĩ cổ nhạc này đã lưu diễn tại nhiều thành phố khác nhau với hoài bão, phát huy thể loại âm nhạc ngũ cung rất được ưa chuộng tại đồng bằng sông Cửu Long. Ladies and gentlemen, please welcome Khôi Nguyên and Kim Chi. Gió giật cây cành sơ sát, sấm vang bạc trăng cả khung trời. Vậy mà bóng dáng của ngài ngự dân bạc tâm hơi, con ta ngoài kia trong gió bão đầy trời, thân làm mẹ lòng ta như lửa đỏ, khiêu bất lũng mấy phen nhìn giải hành cũng khi mờ khi to. Giang giới vượt trời giông bão sớm qua, mưa tạnh gió tan cho thuyền ngư được an lành, theo ánh sao trời sáng soi bình yên về đến kinh thành. Thời gian xin chậm chậm sang canh, để bầu trời đừng dối đón bình minh, cho con ta kịp bước quay về lo tròn chữ hiếu ân. Trình Thái Hậu, Đức Vua vừa về đến hoàng cung, muốn được xin chào yến kiến. Người ra bẩm báo với ngài ngữ rằng,
ta không được vui. Xin ngài ngự hãy quay về. Xin tuân lệnh. Trình lại mẹ, con bất hiếu để mẹ hiền lo lắng. Vừa về đến hoàng cung, con xin vào hầu mẹ và dẫn roi để mẹ trị tội bất hiếu nhi. Không dám, ngài đã là vua, ta làm sao dám trị tội ngài. Xin ngài hãy về cho. Trình lệnh mẹ, ngày mai là ngày dỗ kỷ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn nơi rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thuyền ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt soi rồi tha thứ tội cho con. Mẹ đừng giận, kẻo hao mòn ngọc thể. Cảm ơn ngài ngự đã để lòng lo lắng. Nhưng kể từ bấy giờ ngài chẳng cần lo, đừng vào cung để chồng ta nữa. Quỷ từ quỷ dụ kia đem xé cho rồi, ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai mía. Trình lệnh mẹ, con không dám. Ngài không dám từ cửa miệng bờ môi, từ thật trong lòng ngài nấu kiên nể. Vô kỷ Tiên Dương ngài còn dám xem thường, thì có nghĩa gì những lời ta giáo? Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha tội cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, ngài ngự hãy quay về. Dạ thưa mẹ, con đã biết tội của con rồi và sẵn sàng chờ lệnh mẹ phạt soi. Chỉ cầu xin mẹ tha thứ cho con. Ngài đã là vua ngự ở ngai vàng, ngài là con trời, cần chi chữ hiếu thần. Mẹ ơi con gặp đồng đồng cuối lại, mẹ hiền mở lượng bao dung, đừng giận cũng đừng hờn, mà ngốc thể không mang thân là đấng quân vương mà không giữ đạo can thường, chữ hiếu đã xem thường, càng đáng tội trăm soi. Nếu cần gìn giữ kỷ cương thì trăm mới đáng phải nghĩ suy gì, ta sẽ thi hành để làm. Không dạy được con là tội ở nơi ta mà. Mẹ
thân nghi mình, đổ máu phơi xương giữ gìn cương thổ, bảo vệ chiếc ngai vàng mà ngài đang ngự. Phải chăng ngài đang nắm quyền sinh sát trong tay, nên ngài tự thấy mình được quyền xem nhẹ điều đạo lý? Ngài có quyền sống như người ích kỷ, chỉ biết hưởng vui riêng mà không một chút ngại ngần. Tử bất giáo, phụ mẫu hệ chi quá. Mẹ con hư mẹ. Là do tội ở cha, ở mẹ. Mẹ con gian xin mẹ đừng đánh nữa mẹ ơi. Cần phải làm gương cho thần dân trong họ. Nay con vô tâm không tròn câu hiếu thảo, xin mẹ cứ nghiêm minh răn dạy. Lòng con mẹ như gì tin đâu, từng bước con đi mẹ dẫn lối đưa đường.
con luôn thấy mình nhỏ dài bên người mẹ từ tâm trí tuệ tinh tường. Thuyền giang sang con chèo mẹ lái, ân nghĩa này thương biết mấy mẹ ơi. Nào ngữ chế thi ca, tự học diễn ca luận ngữ, rồi sách chữ nôm sách thập điều đều do chính tay ngài ghi chép. Ngài biết dạy cho người những điều hay ý đẹp, sao đạo làm con ngài không giữ cho tròn. Trình lại mẹ, lỗi lầm hôm nay con hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Chỉ xin mẹ thương mà đừng giận hờn con. Ngài có biết làm người thanh bạch thẳng ngay đã khó, làm vua anh minh chính trực càng khó vạn lần hơn. Trong tay ngài là vận mệnh giang sơn, ngài cần phải có lòng tin của quần thần, của trăm họ. Ta muốn ngài được mọi người kính trọng hơn là kiến sở. Ta muốn xem ngài là con hơn là một vị vua. Vì vậy từ những điều đơn giản nhất, ngài cần phải tuân theo như thước ngọc khuôn vàng. Lời dạy của mẫu thân chính là thước ngọc khuôn vàng, con trẻ xin khắc ghi trong tận cùng tâm na khảo. Với tự thân con trọn bề hiếu đạo, mới mong có được lòng yêu kính của thần dân. Nếu được như vậy ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy về cung an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngài kỹ của tiên dương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt soi thì con mới yên lòng là mẹ đã thứ tha và không còn hờn giận. Rồi con xin dâng và xin cúi xuống đây để nhận lãnh tội tình. Ngài vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ rất nhọc nhằn, lại còn phải hộ tống ngài giữa đêm gió mưa rét lạnh. Nếu ngài muốn ta tha không giận, thì hãy ra lệnh bàn thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt roi, và xem như ngài đã đói công chuộc tội. Con xin đổi ơn mẹ và làm theo lời mẹ dạy. Con của mẹ. Mẹ, mẹ. Thank you, Khoi Nguyen and Kim Chi. On a personal note, I'd like to say this is the Cải Lương, you know, the Vietnamese opera is unfortunately almost like a dying art. So we really like to preserve it for future generations to enjoy. In the next act, we are featuring the VAV group with Vanessa Van Anva, who is a master of the zither, with string wizard Gary Haggerty, tabla Joshua Mellinger, on cello Mikhail Kalikulov, and Jimmy Nakagawa on taiko, drums, and percussion. VAV combines ancient sounds to create breathtaking music that feels completely new. In the songs of protest, it utilizes the traditional Vietnamese instruments complemented by modern electronic music and Western instruments to
to challenge traditional gender roles and the discrimination of women. Jail, an old form of Vietnamese theater, like jamming sessions, and adao, a traditional entertainment similar to the tradition of the Japanese geisha, are used here to turn the table on using women as objects of pleasure. The statement here is to show that women can and should enjoy all the same equal opportunities as men and should not be defined only by her gender. Thưa quý vị, một lần nữa, nhạc sư Võ Vân Ánh cùng các nghệ sĩ trong nhóm nhạc của cô sẽ trở lại với sân khấu Legend of Honor ngày hôm nay. Quý vị cũng biết cô Vân Ánh là một nghệ sĩ âm nhạc rất tài hoa. Ngoài những giải thưởng cao quý mà cô đã được ban tặng như là giải Emmy Award hay là NPR bình chọn 10 CD hay nhất trong năm, cô còn được ghi nhận là một nghệ sĩ có nhiều sáng tạo và rất thành công trong việc hòa nhạc và soạn nhạc. Cô sáng tạo nhiều âm điệu mới lạ, độc đáo, chuyển hóa từ nhạc cổ truyền Việt Nam. Tiếp theo, màn trình diễn có tên là Songs of Protest, là sự phối hợp giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam cùng với nhạc cụ Tây Phương, cũng như là sự hòa điệu giữa thể loại ca chèo và ả đào, cùng với loại nhạc rock và rap, nói lên sự tranh đấu của người phụ nữ từ ngày xưa tới tận ngày nay. Western styles of rock and rap will also be used to express controversial opinions and to protest the suppression of individuals by society. The use of these styles is intended to illustrate the clash between traditional and contemporary times. Song lyrics and poetry of female voices and leaders of their time, such as Maya Angelou and Ho Xuân Hương, a Vietnamese 17th century female poet, will also be performed. Tiết mục này được thể hiện với hình thức nhạc phương Tây sẽ giúp chúng ta đi ngược lại dòng thời gian lịch sử, có những nữ sĩ tài hoa dám đứng lên sáng tác những bài thơ, ca tụng và ghi nhận tầm quan trọng của người phụ nữ, thậm chí còn đả phá hủ tục đa thê, đòi quyền bình đẳng, lên án chế độ thống trị khắt khe thời phong kiến lúc bấy giờ. While the stage is being set for the VAV group, I'd like to mention something about the poet Ho Xuân Hương. She was definitely a rebel who challenged the social mores of the time. Her poetry was full of double entendre. On its face, her poem may describe an everyday object, but there is always an erotic or body subtext. Other times, she laments the fate of women in a patriarchal society. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi cho tiết mục Songs of Protest chuẩn bị, chúng tôi xin giới thiệu thêm về nữ sĩ Hồ Xuân Hương tới khán giả người Mỹ ở đây. Đối với Hà Vi đã được học về thơ của bà Hồ Xuân Hương từ nhỏ, thì Hà Vi vô cùng mê thơ của bà. Và có lẽ những tính cách mà mạnh mẽ xây dựng con người như bây giờ cũng được ảnh hưởng từ những lời thơ và những ý tưởng gửi gắm trong đó. Hà Vi xin được đọc bài thơ Bánh trôi nước, bởi vì hôm vừa rồi là Tết Hàn Thực, thì mẹ Hà Vi và các bạn có làm bánh trôi nước này. Bài thơ như sau: thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dù tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Và mời anh Khoa đọc phần dịch và giải thích ngắn gọn tới khán giả, vì hình như là sân khấu chuẩn bị xong rồi. This simple poem describes a very common Vietnamese dessert similar to the Japanese mochi. In English translation, we can describe it as follows. My body is white, my fate softly rounded, rising and sinking like mountains in streams. Whatever way hands may shape me, at center my heart is red and true. Please welcome VAV, Vanessa Vân Ánh Võ, and the musicians in Songs of Protest.
yeah, yeah, yeah. What's up? Yo, yo, yo. This warfare is spiritual, psychological, geopolitical. Self-awareness is critical. Analytical thinking on the brink of extinction. It's so pitiful. They train to regurgitate the cud that they spit at you. Like, what did we get into? This can't be life with everybody popping pills just to get them through. All because the hardest pill to swallow is the bitter truth people like to follow. But they really need to get a clue. I wish we could begin anew. Press the reset button, redirect on this path of destruction. See me fighting over half of nothing in a class war. Time to free your mind like it's 20 past four. They label us as bangers and dope fiends. Seeing through smoke screens, probing closed minds for openings. How about us? How about love? Yeah. How about us? How about love? Yeah. How about us? How about love? Yeah. How about us? Us, us. Yeah.
vị khán giả vừa nghe anh Gary Hexeter chơi trên cây đàn oud. Yeah. Good afternoon, everyone. Thank you for coming here today, and thank you for always and have been a strong supporter for Oka Cultural Center. And like me, all my ensemble member, very, very happy that we can share good music with good audience. You know, all of you who are very, who come here with open heart and open minds, so that we can all speak and share culture from around the world in this very, you know, nice and friendly venue that we have here. So let me introduce my ensemble member a little bit before we move on to the next piece. So you just met artist Gary Hexeter. He played the oud and the tahu, and now he's going to play on the frame drum, that as you see. And then we have that. We have Jimmy Nakagawa on the taiko drum. We have Misha Kalikulov on the bass and electric bass and cello. And we have Joshua Mullinger on the percussion and tabla and dumbak. And we have the rapper, one of our finest rapper in the Bay Area, Demone Carter. And of course, this concert cannot happen without the supporter from the sponsor and also from the school, for the production team, and then also our sound engineer, Robin Whitehouse, in the back. Okay. Let me come out a little bit now, because the next piece is a very interesting piece. The next piece is I wrote, and it has a name, English name, as On Sharing a Husband. Well, the title sounds very scandalous. Title, right? Well, in Vietnamese, it means Kiếp Chồng Chung. That is a poem from Hồ Xuân Hương. How many of you actually know Hồ Xuân Hương, the poet, in here? Okay, I see a number of hands rise up, and especially only women. Okay, Hồ Xuân Hương, I think that you already got the introduction about Hồ Xuân Hương. So in this song, I just want to share with all of you the feeling of, you know, being a normal human being. We should have the basic right, and then we have a right to share with the person who we love, and not sharing he or her with someone else. So in this music, I actually also do rap too. So how many of you remember the lyric of Unsharing Husband, Kiếp Chồng Chung? Okay, can you read with me? Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Năm thì mười họa hay chăng chớ? Một tháng đôi lần có cũng không. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hầm. Xôi lại hầm. Cầm bằng làm mướn, mướn không công. Mướn không công. Thôi biết thân này đành chịu nghỉ. Thà trước thôi đành ở vậy xong. Thank you. Cảm ơn. Yeah. Bởi vì trong này Vân Ánh sẽ rap, và một phần rap đấy sẽ có những câu như là muốn mời anh Demone Carter and then the whole group
we were wrapped together. Is that three words? Please come out, please. Okay. So my ensemble also will rap in Vietnamese too. Yeah. Okay. Okay. No, it's actually this is very simple. We just like có cũng không có cũng không có cũng không. Tất cả mọi người, everyone, just rap with us. One, two, three, go. Có cũng không có cũng không có cũng không. I don't hear anything. Thank you. I don't hear anything from you. Can you say có cũng không, có cũng không, có cũng không? Okay. One, two, three, go. Không có. Yeah. Okay, more. Có cũng không, có cũng không, có cũng không. Có không không có không không có không không. Okay, thank you. Đến lúc nào mà when you hear me and my ensemble say có không không có không không, please join us. Okay, thank you very much. So now, please enjoy Kiếp Chồng Chung on sharing a husband. Lại hàm cầm vàng làng
you very much. Please let me introduce one more time again my ensemble, Gary Hexadus. Demon Carter. Jimmy Nakagawa. Joshua Mullinger. Misha Kalikula. Robin Whitehouse for the sound engineer. And my name is Ivan Langbo. Thank you very much, and hope to see all of you next year. Thank you. Thank you. Thank you. I hope you enjoyed that. I certainly did from backstage. In the next act, we have Genru Arts Performance. It merges Japanese taiko, dance, and folk songs with new music, spoken word, and visual design to honor community heritage and to address key issues stemming from the legacy of internment and redevelopment. Founded by Melody Takata, Genru Arts seeks to promote, present, and participate in Japanese and Japanese American culture through taiko drumming and other traditional and contemporary music and dance forms. Thưa quý vị, tiếp theo đây, màn trình diễn nghệ thuật Genru là sự phối hợp giữa đánh trống, múa và dân ca Nhật Bản trên nền nhạc hiện đại, dùng lời nói và thiết kế hình ảnh để tôn vinh di sản cộng đồng, cũng như là lên tiếng về những vấn đề nảy sinh khi người gốc Nhật bị giam lỏng trong những trại giam ở Mỹ trong đệ nhị thế chiến và trong quá trình xây dựng lại cộng đồng của họ tại Hoa Kỳ. Genru Arts được thành lập bởi Melody Takata đã luôn tìm cách và quảng bá cũng như phát huy văn hóa Nhật Bản và văn hóa Nhật Mỹ thông qua tiếng trống taiko và các hình thức âm nhạc và khiêu vũ truyền thống và đương đại khác. The songs performed called Tama, origin from Tokyo, Japan by Gintenkai Group. Yamabiko, meaning mountain echo, came from Hokkaido firefighters. And the song Yamabiko was taught to the drummers by Tsukasa Daiko of Chicago. Thưa quý vị, các bài trình diễn của nhóm Genru Arts có tên gọi là Tama, nguồn gốc đến từ Tokyo, Nhật Bản bởi nhóm Jintaikai Group. Yamabiko có nghĩa là âm hưởng của núi tới từ những người lính cứu hỏa ở Hokkaido. Và bài Yamabiko được hướng dẫn bởi Tsukada Kaiko của Chicago. Ladies and gentlemen, please welcome the Genru Arts. Thank you.
Thank you again, Riart. In our next act, our last act of the afternoon, we want to showcase an ensemble of different musical instruments led by Francis Wong and interpretive dance choreographed by Lenora Lee. The group Asian Improv Arts was founded in 1987 with the mission of to produce, present, and document artistic works that represent the Asian American experience. Asian Improv Nation is a special resident ensemble of Asian Improv Arts under the artistic direction of co-founder and creative director Francis Wong and choreographer Lenora Lee. It carries the mission, and I quote, to produce, present, and document artistic works that represent the Asian American experience. In pursuit of this, it seeks to make possible for artists to create innovative works that are rooted in the diasporic experiences of Asian and Pacific Islander heritage, to engage a next generation of community members in the arts, to enable sustainability for artists and arts organizations in a challenging economic environment, and to facilitate creative collaborations that bring together major institutions, artists, and multi-generational audiences and participants. Và thưa quý vị, tiếp theo đây, chúng ta sẽ được thưởng thức tiết mục cuối cùng của chương trình. Tiết mục khá đặc sắc được trình diễn bởi Asian Improv Nation. Nhóm này là một phần của Asian Improv Arts, được thành lập từ năm 1987 bởi ông Francis Wong với mục đích tạo điều kiện cho các nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật và duy trì âm nhạc, văn hóa của những cộng đồng Á Đông tại Mỹ để khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào nghệ thuật và quan trọng hơn là để kết nối các hội đoàn cùng hợp tác với nhau để phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. The song Sài Gòn đẹp lắm, The Beauty of Saigon, composed by Y Vung, was first released around 1960 and became an instant classic. Under French colonization era, Saigon was the capital of French Indochina and was called Pearl of the Orient. In the 60s, when Saigon was the capital of South Vietnam, it was famous for its prosperity, friendliness, grace, vitality, and was an example of the perfect marriage of Eastern and Western cultures in a gentle place. This song brings us memories of old Saigon when we enjoyed a vibrant city with streets full of women and beautiful traditional ao dai, numerous street vendors, and the livelihood of the busiest city in South Vietnam. Tiết mục sau đây sẽ được biểu diễn qua sự kết hợp giữa hai ca khúc Sài Gòn đẹp lắm, tác giả Y Vân và Đêm chôn dầu vượt biển của tác giả Châu Đình An. Thưa quý vị, ca khúc Sài Gòn đẹp lắm là một bản nhạc rất nổi tiếng do nhạc sĩ Y Vân sáng tạo vào năm 1960. Và thập niên 60 này, khi nói đến Sài Gòn thì từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông dưới thời Pháp thuộc và là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa vào lúc đó. Người ta không quên được cuộc sống nhộn nhịp phồn thịnh, những tà áo dài trắng của các cô sinh viên, những gánh hàng rong cũng như quán chợ ven đường. Hôm nay chúng ta đi ngược lại dòng thời gian để chiêm ngưỡng một phố xá thân thương của ngày xưa đó. The second song is called Song of Refugees. The author of this well-known song, Châu Đình An, was imprisoned in re-education camps for being a soldier of the previous regime. In the history of Vietnam, there has been war, there has been occupation, and numerous persecutions from foreign powers, but the Vietnamese have never left the country en masse, except for the time under communist rule. He wrote this song to retell his story of facing the turmoil of leaving all that he loved behind and the danger of the high seas for the ideals of freedom. The song describes how he managed
to accumulate diesel in small cans and secretly bury them in different places on the beach until the day he had enough fuel to escape. After his arrival at the refugee camp, he composed the song to describe his harrowing voyage and anguish of a man without a country and the guilt of the survivor. This song has become the anthem of the Vietnamese boat people and continues to move them and help soothe them through the ongoing episodes of PTSD. Thưa quý vị, để nói thêm về ca khúc thứ hai, ca khúc Đêm chôn dầu vượt biển, đã được nhạc sĩ Châu Đình Anh sáng tác vào thập niên 80. Sau khi Sài Gòn sụp đổ, ông cũng như hàng ngàn người Việt khác đã bỏ nước ra đi bằng tất cả phương tiện, đường thủy, đường bộ, nhưng nhiều nhất là bằng thuyền. Cũng chính vì thế mà những người vượt biên còn gọi là thuyền nhân. Thưa quý vị, vào thời điểm đó có rất nhiều ca khúc về tị nạn ra đời để kể về hành trình của những người ra đi tìm tự do. Tuy nhiên, sự ra đi nào cũng có mất mát và hy sinh. Họ để lại sau lưng tình yêu gia đình, bạn bè, quê hương và một nỗi đau mất nước. Ladies and gentlemen, please welcome the Asian Improv Arts, music arranged by Francis Wong, dance choreographed by Lenora Lee, Karen Stackpole on percussion, Carl Evangelista on guitar bass, William Roper, tuba, Melody Nataka, taiko drum, Jacqueline Lam, the zither, Christopher Lam, monochord, and Hien Huynh and Johnny Nguyen as dancers. Và sau đây nhóm nhạc Asian Improv Arts sẽ đưa tới quý vị hai ca khúc Sài Gòn đẹp lắm qua giọng hát của Duy Hải và Đêm chôn dầu vượt biển của Trinh Đình An qua giọng hát của Hồng Hạnh và phối nhạc bởi Asian Improv Arts. Please enjoy. Chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sông vui tươi nối chân nhau tới nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi tới nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, tràn bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày tháng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng nơi đây sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. We'll be right back.
trên bến khi chiều nắng chưa phai. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nước sông vui tươi nối chân nhau tới nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu. Xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, phố xa thênh thang đón chân tôi tới nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ, một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày tháng nơi xa, sống mãi trong tôi mong hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
chứng cho phần phần thân thân. Ladies and gentlemen,
That concludes our show. Again, we at the Old Girl Vietnamese Culture Center would like to thank you for joining us this afternoon. We are truly grateful that you are here to share this experience with us. We are living proof that we can transcend the past and look to the future within and beyond our own culture. Thưa quý vị, chương trình đã kết thúc. Hà Vi xin cảm ơn quý vị đã tới ủng hộ chương trình Thi ca sử Việt lần thứ bảy ngày hôm nay. Before I bid you goodbye, I'd like to invite all the performers and backstage support teams to the stage. All of these people who spend so much time and energy to create an event like this. I want to thank all of them. And I want to thank all of you. Thank you so much. Let's all take a bow. On count of three. One, two, three. Thank all the engineers as well. Thank you.